lập thông tin cơ quan thuế trên phần mềm bằng cách vào nghiệp vụ, chọn thuế, chọn thiết lập thông tin cơ quan thuế, đại lý thuế ở đây. Mình chọn cơ quan thuế là Bình Định. Cái này chị dạy rồi đúng không? Dạ. Yeah. Tiếp theo, muốn đưa được dữ liệu từ bên Visa sang HTKK thì mình sẽ bấm vào tờ khai mình cần đưa sang HTKK. Ví dụ, chị sẽ làm quý 2 2019. Chọn bảng kê bán ra, bảng kê mua vào, rồi bấm vào in. Được chưa? Ở đây có hai nội dung cần làm, đó là nội dung thứ nhất là mình sẽ phải kết xuất ra Excel. Nội dung buổi trước chị đã hướng dẫn kết xuất Excel chưa nhỉ? Rồi chị. Rồi đúng không? Thì em ôn là em hiểu là phải kết xuất Excel. Hai là xuất ra XML, đến hôm đó là đến đây đúng không? Đến đây. Nhưng mà thì ở đây ví dụ như mình coi như hôm trước là cái tờ khai chưa đúng thì bây giờ mình phải mở cái desktop ra, xóa cái tờ khai của lần trước đi, ví dụ mình làm lại mà, hiểu không? Rồi sau đó mình lập lại tờ khai, rồi mình lại để ra desktop để làm một cái file trung gian nhá, để mình hất sang HTK. Sau đó mình sẽ vào phần mềm HTKK nhá. Rồi mình vào tờ khai thuế giá trị đã tăng trên HTKK, chọn tờ khai quý 2 năm 2019, rồi đồng ý, bấm vào nhập từ XML, sau đó chọn ở desktop, kéo con chuột xuống, lấy cho chị cái tờ khai mà mình vừa đưa ra ở ngoài desktop ấy, dưới dạng XML nhá, chứ không là mình lại nhầm sang file Excel đâu, không được đâu. Đấy, thấy chưa? Tức là lúc nào nó bảo nhập XML thành công. Còn nếu trong trường hợp nó hỏi cấu trúc mà XML không hợp lệ thì có thể là một là nhầm tờ khai, hai là có thể là cái mã số thuế ở trên Visa khác với mã số thuế ở trên HTKK, em hiểu không? Mặc dù cái bản quyền này là của kế toán Việt Hưng, nhưng mà khi mà mình đã đây, mình đã sửa cái mã số thuế thì phần mềm chỉ căn cứ trên mã số thuế để lấy lên thôi. Ví dụ như trong trường hợp đây là bản quyền của công ty em luôn, tức là em mua bản quyền cho công ty em luôn, thì mình sẽ không cần qua cái bước đưa sang HTKK để mà nộp đi nữa, em hiểu không? Mà ngay bản thân cái tờ này cũng là XML rồi ấy, thì mình sẽ nộp qua mạng bình thường, em hiểu không? Nộp qua mạng bình thường. Nhưng mà chị thì vẫn hay cẩn thận là chị vẫn áp vào HTKK để chị lấy mã vạch ấy, rồi chị mới nộp qua thuế cho nó yên tâm, hiểu chưa? Và đồng thời thì khi em nộp xong rồi thì em sẽ in cái thông báo đã nộp thuế ấy, ở trên cái hệ thống về cùng với cái tờ khai em đã nộp. Sau khi nộp xong rồi thì vài ngày sau phải vào hệ thống xem tờ khai của mình có được chấp nhận hay không, đấy chưa? Có trước cái ngày quá hạn là mình sẽ phải kiểm tra xem có được chấp nhận không. Hầu như là nó sẽ chấp nhận thôi. Thì bắt đầu em mới phải in tải nó về. Tải thì chị hay làm việc theo kiểu này. Chị sẽ làm hai cái folder, một cái folder là tờ khai thuế đã nộp, nghe chưa? Thấy chưa? Đã nộp đó. Thì chị sẽ tăng đó, chị sẽ những cái tạo một cái folder là quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm nào đấy. Thế thì mình sẽ tải cái tờ khai XML cộng với cái thông báo đã nộp tờ khai cộng với cái tờ khai Excel mà chị dạy cho em ở trên Misa đấy, đưa ra từng folder một và in nó ra luôn từng quý, nghe chưa? In ra có nghĩa là in ra luôn, bởi vì sao, khi nào quyết toán thuế thì cũng phải in một bản để gửi cho họ ấy, nghe chưa? Thì em in ra và đóng dấu treo vào đấy để sau này khi quyết toán thuế thì người ta sẽ, em sẽ sắp xếp theo trình tự đồ vào đồ ra, theo trình tự thời gian, đúng cái số thứ tự ở trên cái tờ khai thuế này để cho cơ quan thuế kiểm tra cho dễ, hiểu chưa? Chứ không phải cứ bảo nộp qua mạng rồi là thôi kệ nó, sao đến khi quyết toán thì kệ nó thì cũng không sao, nhưng mà đến khi quyết toán mình lại phải ngồi bắt đầu mới lục soát lại, thì lại lúc đấy qua bao nhiêu năm rồi ấy, thì mình khó, nghe chưa? Làm đến đâu thì em sẽ quán triệt luôn đối với kế toán của em là phải làm từng quý một và in nó ra cho chị đầy đủ, được chưa? Đấy là về nội dung về hất tờ khai sang HTKK. Thế ví dụ như đây là hất tờ khai thôi, đúng không nhỉ? Làm xong rồi thì mình ghi nó lại, làm xong rồi bắt đầu mình mới kết xuất ra để nộp. Thế vậy thì khi mà nộp thì đương nhiên mình sẽ phải xóa cái tờ khai này đi, đúng không nào? Thì mình lại phải nộp từ cái tờ khai mà mình vừa mới áp nó lên đây. Mình sẽ xuất khẩu XML đây này,
Nghe chưa? Desktop này. Mình có thể tạo một cái folder là tờ khai thuế để nộp. Em hiểu không? Nghe chưa? Đó. Thì lúc này cái này thì mới là cái để mình nộp nhá. Đây. Kết xuất này. Chọn xuất khẩu XML này. Nghe chưa? Đây, đây là tờ khai mình sẽ nộp cho cơ quan thuế. Như vậy là lúc này cái tờ khai này nó mới mang mã số thuế của công ty em là chắc chắn rồi, và tên công ty, địa chỉ của công ty em, nghe chưa? Rồi bây giờ ví dụ như mình muốn up cái báo cáo tài chính hay là cái quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, ví dụ như thuế thu nhập doanh nghiệp thì mình bấm vào đây đấy, quyết toán thuế năm, ví dụ năm 2019 chẳng hạn, chọn phụ lục 03 trừ 1 a 30/6/2019, mình mới cân đối 6 tháng. Thì cũng tương tự như thế, mình cũng vào phần mềm Lisa ấy, hất nó ra. Sau đó thì mình mới đưa lên HTKK. Em làm được không? Cũng tương tự thôi, đúng không? Thì bây giờ mình ví dụ như thuế thu nhập doanh nghiệp thì mình cũng vào phần thuế đây. Có phải cái phần hôm nọ chị dạy rất là kỹ các trường hợp về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không? Yeah. Thì bây giờ việc của mình là mình cũng không thể nào là lấy cái dữ liệu XML của phần mềm Lisa để đưa nộp cái thuế, bởi vì là đang là cái bản quyền của Việt Hưng, đúng không? Thì bấm vào dữ liệu mình cần hết, sau đó bấm chữ in, chính xác nhá, phải bấm chữ in, đúng không? Và chọn desktop để làm một cái, đây nó bảo tờ khai này đã tồn tại rồi, có nghĩa là chị đã từng hết sang bên này rồi. Thế nếu mà để desktop hả? Ờ đúng rồi, đây tờ khai đúng rồi, chính xác. Thì bây giờ vào đây mình chỉ việc là nhập từ XML thôi, đúng rồi. Chứ không phải có một số bạn không học, không hiểu, các bạn ấy cứ thế là các bạn nhập tay ấy, rất là mất thời gian, thấy chưa? Đó, tất cả các thông tin sẽ tự động lên. Tuy nhiên nhá, đối với trường hợp lỗ thôi, còn đối với trường hợp lãi thì em nên cân nhắc kiểm tra lại cho chị cái chỉ tiêu C8 ở đây này, nghe chưa? Vì một số trường hợp nó không tự nhảy lên thì mình sẽ phải hạ cái chỉ tiêu C6 xuống chỉ tiêu C8, được chưa? Rồi còn trong trường hợp này lỗ thì không cần nữa, nghe chưa? Rồi bấm ghi. Có hiểu ý của chị không nào? Yeah. Rồi. Đấy là cái phần hất tờ khai ra. Tương tự như vậy thì mình sẽ vào báo cáo tài chính. Nếu mà mình làm theo thông tư 200 thì mình bấm vào thông tư 200 ở đây này. Thấy chưa? Còn nếu mình làm theo thông tư 133 thì mình có thể chọn cái mẫu B01A hoặc cái mẫu B01B này. Tùy theo cái phần mềm của mình đang sử dụng theo thông tư nào. Cũng tương tự nhá, không cần chỉ làm nữa, đúng không? Thì cũng tương tự là vào báo cáo đây, đúng không? Vào báo cáo tài chính này, chị làm luôn. Ở đây có hai phụ lục B01A và B01B, chị chọn B01A. 31/12/2019. Mình hiểu cái làm thôi, còn nếu không thì mình phải đổi hết năm ấy, mình đi thao tác lại cái này thôi nhá. Nhưng mình mà có phần mềm bán quyền rồi, mình có cần hấp vậy hay mình làm trực tiếp trên phần mềm luôn chị? À, nếu mình có bản quyền rồi thì mình sẽ cất hết ra XML ấy, mình nộp luôn được. À. Mình không cần phải hất lại trên HTKK. Thấy chưa? Dạ. Yeah. Yeah. Đấy. Mình hất ra để tốt, XML xuất khẩu XML ấy, mình nộp luôn. Đúng rồi. Chẳng qua là đây là một bước trung gian để mình nộp thôi. Là do là cái... nói chung là tùy cái này đưa ra một HTKK thì có mã vạch ấy thì cũng được, còn không thì em chính bản thân trên Misa em hất sang em nộp trực tiếp thì cũng không sao. Nhưng vì là đây là đăng mã số thuế của em, còn tên thì của kế toán Việt Hưng ấy, thấy chưa? Nên là mình phải thông qua một bước trung gian nữa, cũng giống như của sổ sách sau này chị sẽ dạy em đưa ra, buổi sau chị sẽ dạy em kết xuất ra Excel ấy, sau đó chị sẽ dạy em chế cái sổ sách cho nó phù hợp, và để khi mà mình nộp gửi cho con thuế một lần thôi là đã đủ rồi, mà nó rất là gọn, chứ không phải là để như các bạn cứ để theo kiểu từng file nhỏ đâu, mà chị sẽ có cách gắn lại hết với nhau ấy, liên kết vào một file thôi, thì khi đấy em gửi một cái là thuế sẽ rất dễ nhìn, thấy chưa? Hiện tại lại là khoa học. Rồi đấy là các cái nội dung, và hết tờ khai sang phần mềm HTKK nhá, chuyển nội dung nhá. Em ghi cho chị nào. Đây là tất cả các cái nội dung về hạch toán này. Rồi, bây giờ mình sẽ ghi sang phần sổ sách. Em ghi đi. Để in một sổ sách khoa học thì bước trước tiên ta cần phải đánh lại số chứng từ. Mục đích của việc đánh lại số chứng từ là vì trong quá trình hạch toán là đang lộn xộn, bây giờ ta phải đánh lại cho nó phù hợp khoa học nhá.
và cách đánh lại chứng từ như sau. Em vào cho chị là phần tiện ích, đánh lại số chứng từ, chị chọn thời gian cần đánh, ví dụ như chị chọn là năm nay, thấy chưa? Thì thực ra ấy, cái công việc đánh chứng số, đánh lại số chứng từ này ấy, là sau một năm tài chính mình làm hết rồi thì mình đánh lại số chứng từ, em hiểu không? Đó, yếu tố tiền tố này, ví dụ như chị đang muốn đánh lại cái phiếu thu thì tiền tố là gì, thường chị đặt theo năm, đấy là cách làm việc của chị. Mà một số bạn là sau khi nghe kênh YouTube video của bên chị hướng dẫn thì chị thấy là các bạn cũng làm theo, nghĩa là các bạn ấy sẽ đánh cái số tiền tố, có nghĩa là vì sao, nếu không nó sẽ trùng giữa năm này với năm khác. Trong cái dữ liệu là chỉ ví dụ là năm 19 này em vẫn làm data Mesa này, năm 20 em vẫn để cái em khóa sổ lại của cái năm 18 ấy, em tiếp tục làm năm 19, em tiếp tục em làm năm 20, thì trong một cùng một kỳ một dữ liệu này nếu em không đặt cho nó theo năm ấy thì nó sẽ bị trùng số, em hiểu không? Thì nếu mà hai dữ liệu tách ra thì nó sẽ không trùng số, thì không sao. Nhưng mà như vậy thì tốt nhất là chị cứ hay đặt là 19 thì sẽ là 19 PT, có hiểu không? Một bắt đầu là giá trị một và tổng độ dài ký tự là năm, chị thường làm như thế. Bởi vì nếu có những công ty nó quá nhiều chứng từ thì thậm chí là em phải tổng độ dài ký số ký tự là phải là 7 hay là 10 hay 9, em hiểu ý chị không? Hả? 1.000, 2.000 chứng từ hay 3.000 chứng từ hay là 10.000 chứng từ thì em sẽ phải đặt cái tổng độ dài ký tự này dài ra. Tùy theo cái lượng của từng công ty thì cái tổng độ dài ký tự này mình căn cứ vào đấy mà làm. Sau đó mình bấm vào lấy dữ liệu. Đấy chưa? Của em phiếu thu rất ít cho nên mình bấm lấy dữ liệu. Rồi đánh lại số chứng từ. Thì có phải này, ngày 3 tháng 1 thì số chứng từ của em là 321 thì vô lý không? Bây giờ nó phải đổi lại là 123 có ký tự 19, nó sẽ khoa học. Có hiểu không em? Rồi, sau đó cất này. Đó. Nào, bây giờ nhá, làm tiếp cho chị. Phiếu chi. Phiếu chi thời gian mình chỉ cần chọn một lần thôi nhá. Thì mình chỉ cần sửa lại đây là 19. Đó. Tối ra đổi ra là 1. Và tổng số ký tự là 5. Lấy dữ liệu lên cái rồi đánh lại số chứng từ. Em thấy này, 2 rồi 10 rồi 11, 8, 9, 6, đúng không? Rất là lung tung. Thì bây giờ nó sẽ theo trình tự ngày tháng tăng dần là 1, 2, 3 cho đến N số. Và đằng trước sẽ là 19. Thì xin sổ sách và nhìn tất cả mọi thứ của em rất là khoa học nhá. Cất đây. Rồi. Đây là xong tiếp cái việc đánh lại số chứng từ. Và lưu ý là phải xong xuôi hết báo cáo tài chính, kiểm tra rồi check số liệu xem có vấn đề gì không thì lúc đấy em mới đánh lại số chứng từ, tránh sai sót nộp đi nộp lại báo cáo tài chính nhiều lần, nghe chưa? Em ghi cho chị một vấn đề nữa là sau khi mình đánh hết số chứng từ rồi, muốn kiểm tra là mình đánh đủ hay chưa thì chỉ cần vào một bước rất là đơn giản, đó là vào phần tổng hợp nhá. Vào phần tổng hợp chọn cho chị là sổ nhật ký chung. Tại sao lại chọn sổ nhật ký chung? Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn đến là 30 tháng 09 2019, hoặc là kể cả chọn đến 31 tháng 12 2019 đi, coi như đây là báo cáo của em cuối năm đó. Nếu như vào phần nhật ký chung này cũng rất là hay, để em sẽ xem lại tổng quát quá trình của em có vấn đề gì. Ví dụ em lập theo số tài khoản này, em xem lại này. Và ở đây mục đích của chị là chị xem, ví dụ nhỉ, chị nhìn thấy phần nhập kho em chưa đánh số chứng từ, đúng không? Ủy nhiệm chi em chưa đánh số chứng từ, tức là những cái nào mà có số 19 đây này là em đã đánh lại rồi. Thì đương nhiên từ đó em suy luận được là cái chứng từ nào mình chưa đánh để mình vào lại cái phần tiện ích này, đánh lại số chứng từ ở đây để đánh tiếp, hiểu chưa? Ở đây ví dụ như chị phát hiện ra là phiếu nhập kho chưa này, xuất xét của yểm chi chưa này, hay là chứng từ nghiệp vụ khác chưa này, đại loại là em sẽ chọn hết cho chị từng những cái loại mà em phát sinh, em hiểu không? Nhá, kiểm kê kho không có thôi, khi tăng bên công tài sản có hay không thì mình chọn nhá. Ok. Xong cái phần đánh lại số chứng từ rồi. Nội dung tiếp theo là chị sẽ hướng dẫn cho em về cách kết xuất sổ sách đối với một công ty về sản xuất nhá. Thứ nhất, các sổ sách cần phải kết xuất đối với công ty sản xuất này, ghi này. Một là sổ chi tiết các tài khoản, em ghi tiếp này. Hai là sổ cái các tài khoản. Tuy nhiên đối với chị thì chị không in sổ cái nhá, chị chỉ kết xuất mỗi sổ chi tiết thôi, thế là đủ rồi. Ba là các báo cáo liên quan, trong đó này
cần phải có đó là báo cáo tổng hợp công nợ phải thu của khách hàng. Xuống dòng, tổng hợp sổ báo cáo chi tiết công nợ phải thu của khách hàng, tổng hợp thôi chưa đủ, phải có chi tiết nhá. Bởi vì quyết toán thuế là người ta phải đòi chi tiết, chứ còn tổng hợp chỉ là đối chiếu với báo cáo tài chính xem có khớp hay không thôi. Sổ báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết, đúng rồi, báo cáo chi tiết phải thu của khách hàng. Tiếp theo, báo cáo tổng hợp phải trả nhà cung cấp, báo cáo chi tiết phải trả nhà cung cấp. Tiếp theo, báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa. Em ghi như vậy đi. Rồi xuống dòng, báo cáo chi tiết. Nói chung chị bao giờ cũng phải là tổng hợp xong đến chi tiết, thấy chưa? Báo cáo chi tiết thì nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa. Rồi, báo cáo phân bổ công cụ dụng cụ. Tiếp theo là báo cáo khấu hao tài sản cố định. Tiếp theo đó là báo cáo quỹ tiền mặt nhá, báo cáo sổ quỹ tiền mặt, thấy chưa? Cái sổ quỹ này chính là chị đang nhìn, đã từng dạy cho em phải cân đối quỹ đấy, thấy chưa? Thì phải in cái này ra. Và nhớ mà câu là trước khi nộp báo cáo phải check hết tất cả các cái báo cáo này rồi mới được nộp, đúng không? Còn đây chỉ là việc in thôi nhá. Báo cáo gì? Sổ tiền gửi ngân hàng. Và cuối cùng về phần giá thành, nhìn đi. Và cuối cùng về phần giá thành đối với công ty sản xuất. Đối với công ty sản xuất thì cần in các sổ như sau. Vào phân hệ giá thành, in cho chị cái dòng thứ ba này. Đầu tiên là tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh nhá. Năm nay. Đấy, chứ không phải là làm kế toán là làm xong rồi chả biết được là cân đối rồi tổng hợp ở đâu, mà em phải vào những cái báo cáo này và xem kiểm tra rồi. Khi mà lên sổ sách rồi thì phải in nó ra. Thì mục đích thế này, chị vẫn thường kết xuất và in ra đầy đủ. Rồi, thế bây giờ nhá, tiếp tục em sẽ in cho chị một cái đó là sổ chi tiết này, sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh. Và một cái nữa là bảng tính giá thành nhá. Ba cái này. Sổ dòng thứ ba này, trong phân hệ giá thành chọn cho chị dòng thứ ba là 1 này, dòng thứ hai là thứ nhất là 2 và dòng cuối cùng là 3. Cụ thể đây, dòng thứ ba này, dòng thứ nhất và dòng cuối cùng. Được chưa?